Các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày. Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình tổng hợp lại những tin tức nổi bật và đáng chú ý nhất có trong ngày hôm nay 26 tháng 4 nhé. Theo kết quả điều tra mới nhất từ WHO thì tỷ lệ quan hệ trước 14 tuổi của học sinh Việt Nam hiện nay đã tăng lên gấp 2 lần trong vòng 6 năm vừa qua. Vào sáng ngày hôm nay 25 tháng 4 thì Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tổ chức một hội thảo trực tuyến để công bố báo cáo khảo sát hành vi sức khỏe của học sinh toàn cầu tại Việt Nam vào năm 2019. Được biết thì năm 2019, Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới đã có khảo sát hành vi sức khỏe học sinh sinh viên toàn cầu tại Việt Nam. Tại hội thảo này thì ông Ki-dong Park, là trưởng đại diện của WHO tại Việt Nam đã cho hay, cuộc khảo sát đã triển khai tại 21 tỉnh với 7.700 học sinh tham gia, cung cấp những số liệu về yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh không lây nhiễm cũng như là các bệnh khác. So sánh điều tra tại Việt Nam vào năm 2013 với năm 2019 thì đã cho thấy rằng có nhiều tiến bộ có ý nghĩa và quan trọng trong một số lĩnh vực. Trong đó thì có tỷ lệ học sinh hút thuốc lá, dùng chất cấm và học sinh bị bắt nạt cũng đã giảm nhiều. Tuy nhiên thì WHO cũng đã kêu gọi các bộ như là Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các ngành liên quan cần phải tăng cường hơn nữa việc hợp tác đa ngành để giải quyết các vấn đề cấp bách và một số chỉ số tích cực bị giảm. Cụ thể thì khi so sánh kết quả điều tra tại Việt Nam vào năm 2013 và năm 2019 thì đã cho thấy rằng học sinh ăn thức ăn nhanh tăng nhiều hơn, dẫn đến việc thừa cân, béo phì cũng đã tăng lên. Học sinh sử dụng thuốc lá điện tử ở mức khá cao. Lần đầu tiên đưa chỉ số thuốc lá điện tử vào điều tra thì cũng đã ghi nhận tỷ lệ chung tại 21 tỉnh thành có khoảng 2,6% học sinh sử dụng thuốc lá điện tử. Riêng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì tỷ lệ này chiếm đến 7,9%. Và điều đáng lưu ý là thông tin từ nhóm nghiên cứu cho thấy rằng tỷ lệ quan hệ trong học sinh giảm nhẹ, nhưng mà tỷ lệ quan hệ tình dục trước 14 tuổi đã tăng lên gấp 2 lần, từ mức là 1,45% vào năm 2013 thì đã tăng lên mức là 3,51% vào năm 2019. Sau một thời gian dài điều tra thì vào ngày hôm nay 26 tháng 4, phía cảnh sát Thái Lan cũng đã đưa ra kết luận cuối cùng liên quan đến cái chết của nữ diễn viên nổi tiếng Temonida, đó chính là nạn nhân không bị ai làm hại. Vào sáng ngày hôm nay 26 tháng 4, trang báo Thái Lan đã đưa tin rằng cảnh sát đã tổ chức họp báo để đưa ra kết luận khép lại vụ án của nữ diễn viên Temonida đã tử nạn trên sông với sự tham gia của 500 người vào ngày 25 tháng 4. Được biết thì chỉ huy sở cảnh sát số 1 đã khẳng định rằng vụ án đã được khép lại và không cần phải điều tra thêm nữa. Kết luận vụ án thì phía cảnh sát vẫn giữ nguyên nhận định ban đầu, nữ diễn viên chiếc lá cuốn bay rơi xuống sông là do tai nạn. Sau đó cô đã mất tích và qua đời một cách thương tâm là do sơ suất của các nghi phạm, chứ không phải là do bị chủ mưu sát hại. Về các vết thương chằng chịt trên người của Temonida là do chân vịt của thuyền gây ra trong lúc mà nạn nhân rơi xuống sông. Theo cơ quan điều tra thì tai nạn của Temonida có một phần rất lớn đến từ sự chảnh mảng và bất cẩn của 5 đối tượng trên thuyền ngay lúc đó. Vì vậy mà cả 5 người sẽ đều bị cơ quan công tố kết tội. Cụ thể là Paul, Robert và San sẽ bị kết tội là sơ suất gây ra cái chết cho người khác. Job và Kratik đã khai man và tiêu hủy bằng chứng quan trọng. Tuy nhiên thì đến 12 giờ 30 phút trưa cùng ngày, phòng cảnh sát điều tra số 1 lại bất ngờ thay đổi trong phút chót và thông báo là sẽ kéo dài quá trình điều tra thêm 2 tháng nữa. Lý do được đưa ra là vẫn còn một vài điểm nghi vấn chưa được làm rõ. Và điều đáng nói là dù tuyên bố là cần điều tra thêm, nhưng mà phía cảnh sát vẫn đã chốt lại kết luận Temonida đã qua đời là do sơ suất chứ không phải là do bị sát hại. Rất nhanh chóng thì thông tin cảnh sát Thái Lan quyết định kéo dài thời gian điều tra vụ tử nạn của diễn viên chiếc lá cuốn bay thêm 2 tháng nữa đã được cư dân mạng truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Trên các trang fanpage lớn thì tin tức trên đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả và vô số những bình luận cũng đã được để lại. Trong đó thì phần lớn người hâm mộ đã phản ứng trái chiều và trực tiếp bày tỏ sự bức xúc vì cách làm việc của cảnh sát Thái Lan. Ngay sau khi mà trailer MV mới nhất của Sơn Tùng MTP được lên sóng vào hôm 23 tháng 4 vừa qua, thì cộng đồng mạng cũng đã nhanh chóng nhận ra rằng lượt thành tích của sản phẩm nhạc lần này thấp hơn hẳn so với các video trailer sản phẩm nhạc trước đó của nam ca sĩ. Như vậy là tròn 24 giờ, đoạn trailer của MV There's No One At All của nam ca sĩ Sơn Tùng MTP đã mang về khoảng 676.000 lượt xem và trên 87.000 lượt thích. Tuy nhiên thì nhiều người cho rằng số view trên là khá thấp so với một sản phẩm của Sơn Tùng MTP trước đó. Thành tích của đoạn nhá hàng cho MV lần này rõ ràng là kém xa loạt sản phẩm gần đây của Sơn Tùng. Trước đó thì teaser của MV Có Chắc Yêu Là Đây cũng đã vươn lên top 2 trending YouTube. Hãy Trao Cho Anh lẫn Chạy Ngay Đi thì thậm chí đã chiếm lĩnh ngay vị trí cao nhất trên tát thịnh hành. Bên cạnh đó thì cả 3 đoạn teaser kể trên đều đua top trending rất nhanh và vỏn vẹn chỉ trong có một ngày ra mắt thì đã có thể thiết lập được vị trí cao nhất rồi. Và thậm chí là ngay cả đoạn trailer của chúng ta của hiện tại cũng có thể vươn lên được vị trí là thứ 7 top trending với hàng triệu lượt xem.
Nhiều ý kiến thì khẳng định do giữa những lần comeback không còn quá dài như xưa nữa nên là sự chờ đợi cũng đã sụt giảm nhiều. Và bên cạnh đó thì loạt scandal liên tiếp nổ ra từ việc là đạo nhái âm nhạc, hình ảnh cho đến scandal tình ái. Nhưng phía Sơn Tùng thì vẫn giữ im lặng thì đã khiến cho một số lượng không nhỏ khán giả quay lưng. Và điều đáng chú ý là cũng có không ít những ý kiến bày tỏ sự buồn bã khi mình biết rằng Sơn Tùng cũng sẽ không comeback thêm bao nhiêu lần nữa trước khi mà ngừng sự nghiệp ca hát vào năm 30 tuổi như đã tuyên bố trước đó. Ngoài ra thì các ý kiến khác của một bộ phận fan thì cũng cho biết vẫn sẽ luôn cận kề và ủng hộ cho Sơn Tùng dù cho bất cứ sản phẩm comeback nào. Nhưng mà chắc chắn là họ cũng sẽ phần nào cảm thấy hụt hẫng vì những câu chuyện xung quanh Sơn Tùng trong thời gian gần đây, càng ngày thì càng đi theo hướng tiêu cực nhiều hơn. Mới đây thì một tai nạn đáng tiếc đã xảy ra khi một người phụ nữ đã mất đi cả tứ chi vì bị điện giật khi mà dùng một cây gậy sắt để hái xoài cho con. Đó là trường hợp của chị T, hiện tại đang được điều trị tại khoa bỏng của Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 11 tháng 4 vừa qua, thì chị được bệnh viện địa phương chuyển đến trong tình trạng nguy kịch với chẩn đoán là bị bỏng điện. Trước khi tai nạn xảy ra, thì chị T đã dùng một cây gậy sắt để hái xoài cho con ăn. Sau khi hái được trái thứ nhất, chị chuyển vị trí để hái trái thứ hai gần với đường dây điện. Khi đang đưa cây gậy lên cao thì bất ngờ luồng điện phóng xuống khiến cho chị gục ngã tại chỗ. Nạn nhân ngay lập tức thì đã được người dân sơ cứu tại hiện trường rồi chuyển đến bệnh viện địa phương để cấp cứu. Sau đó thì tiếp tục được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo chẩn đoán của bác sĩ thì chị T bị bỏng điện và tia lửa điện là 32% diện tích toàn cơ thể, độ 2, độ 3 và độ 4. Vùng bị bỏng nặng nhất đó chính là tứ chi, phần cổ và mông của người bệnh. Trong đó thì với tình trạng bỏng điện đã khiến cho tứ chi của bệnh nhân chết cơ và xương. Từ một người đang hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, tai nạn thương tâm này xảy ra thì đã khiến cho người bệnh bị tàn tật, mất hoàn toàn khả năng vận động, không thể tự chăm sóc cho bản thân được nữa. Trên giường bệnh thì chị T đã nghẹn ngào chia sẻ rằng, em còn 3 đứa con nhỏ, trong đó thì có một đứa bị bại não. Từ trước đến nay thì em đi làm công nhân để nuôi con, chồng đi bán trái cây phụ giúp thêm, giờ không còn chân tay nữa thì em không biết là sẽ nuôi con bằng cách nào đây. Một thương vụ mua bán lịch sử vừa mới được diễn ra khi mà Twitter đã chính thức được bán lại cho tỷ phú Elon Musk với mức giá là 44 tỷ USD. Được biết thì vào ngày 25 tháng 4, Twitter đã công bố thỏa thuận mua bán với tỷ phú Elon Musk với mức giá là 44 tỷ USD. Nền tảng mạng xã hội với hàng trăm triệu người dùng, bao gồm cả lãnh đạo của nhiều quốc gia, sẽ được kiểm soát bởi tỷ phú giàu nhất thế giới. Được biết thì cuộc đàm phán giữa Elon Musk và ban lãnh đạo của Twitter đã diễn ra tích cực trong ngày 24 tháng 4 vừa qua. Trước đó thì vị tỷ phú này đã thuyết phục cổ đông của Twitter khi mà trình bày chi tiết về thương vụ, bao gồm là kế hoạch hỗ trợ tài chính từ các ngân hàng lớn. Hội đồng quản trị của Twitter đồng ý bán cho tỷ phú Elon Musk với mức giá là 54,20 USD trên một cổ phiếu, cao hơn 38% so với giá cổ phiếu trong phiên giao dịch đóng cửa vào hôm 1 tháng 4, một ngày trước khi mà Elon Musk tiết lộ là sẽ sở hữu 9,2% cổ phần tại công ty. Thương vụ mua bán lần này thì dự kiến hoàn tất vào cuối năm nay, vị tỷ phú này sẽ chi ra khoảng 21 tỷ USD tiền mặt để thanh toán 1/2 thương vụ và 25,5 tỷ USD còn lại thì sẽ được huy động từ việc vay tín dụng và hỗ hợp nợ để mua cổ phiếu. Thỏa thuận cũng chấm dứt hoạt động của Twitter với tư cách là công ty đại chúng từ khi phát hành cổ phiếu lần đầu vào năm 2013. Trở thành công ty tư nhân thì được xem là bước ngoặt với một công ty khởi đầu là dịch vụ nhắn tin, sau đó phát triển thành một trong những mạng xã hội lớn nhất trên thế giới. Được biết thì Twitter thu hút sự chú ý của các chính trị gia, người nổi tiếng và cả nhà báo. Nền tảng này cũng sánh ngang với Facebook và cả YouTube. Các đại diện tiêu biểu của thế hệ web 2.0, Elon Musk cũng là một trong những người dùng Twitter nổi bật với khoảng 83 triệu người theo dõi. Các bạn thân mến, đó chính là những tin tức của ngày hôm nay, những tin tức nổi bật và đáng chú ý nhất có trong ngày 26 tháng 4. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào, chúc các bạn ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày mai nhé.